Ông Đinh Hữu Hường, chủ tàu bắt được con cá mập cho biết tàu của ông thuộc nghiệp đoàn nghề cá thành phố Cẩm Phả. Vừa qua trong quá trình ra khơi đánh bắt đã có một cá thể cá mập voi mắc lưới. Con cá có chiều dài 8 mét, ước chừng nặng hơn 1 tấn. Khi ông Hường trao đổi thông tin với anh em tàu khác, họ cho biết con cá này nếu bán cho chủ thu mua bên Trung Quốc sẽ được khoảng 250 triệu đồng và họ sẽ tới tận nơi thu mua chỉ cần một cuộc điện thoại. Cũng theo ông Hường, trong nghề đánh bắt xa bờ, ông đã nhiều lần gặp loài cá này, nhưng đây là lần đầu tiên cá mắc chài. Theo kinh nghiệm dân gian của người đi biển, khi bắt được loài cá này mà ăn hoặc bán sẽ gặp vận xui, nên ông Hường quyết định huy động anh em lập tức thả con cá xuống biển. Ông Nguyễn Văn Oai, quê ở Thái Bình, là chủ sở hữu của bể cây cảnh đang gây xôn xao dư luận này. Theo ông Ngọc Thoan, chủ nhà vườn cây cảnh ở Văn Giang, Hưng Yên, việc giáp vàng vào bể cây cũng là bình thường, bởi giáp vàng như vậy cũng không tốn nhiều vàng. Theo dân chơi cây cảnh, trường hợp giáp vàng vào bể cây này là trường hợp đầu tiên trong làng cây cảnh Việt Nam. Được biết, bể cây giáp vàng của ông Oai được đem đến dự triển lãm sinh vật cảnh Hải Hậu Nam Định. Theo một người ở gần nhà ông Oai cho biết, hiện tại cây xanh và chiếc bồn giáp vàng đã được bán sau khi mang đi dự triển lãm ở Hải Hậu với giá 10 tỷ đồng. Lô hàng 5,24 kg cần sa được gửi từ California và Philadelphia, Mỹ về Việt Nam cho 3 đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và một đối tượng ngụ tại Bình Định. Để qua mắt cơ quan hải quan, cần sa được chia nhỏ đóng gói rất kỹ trong các túi ni lông hút chân không, sau đó cất giấu trong nhiều kiện hàng thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân và gửi về Việt Nam theo nhiều thời gian khác nhau. Nhờ công tác thu thập thông tin, kết hợp chó nghiệp vụ và các phương tiện kỹ thuật hiện đại, hải quan đã phát hiện bắt giữ số ma túy trên. Tính từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt giữ 42 lô hàng cần sa vận chuyển trái phép từ Mỹ về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất với gần 57 kg cần sa. Thiếu nữ 18 tuổi quê Hải Dương, người nổi tiếng với bộ ngực hơn 1 mét đã tới một bệnh viện thẩm mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh để khám và tư vấn về việc thu nhỏ vòng 1. Theo bệnh nhân chia sẻ, vòng 1 của cô không ngừng lớn thêm, hiện tại đã lên tới 110cm, quá khổ với trọng lượng 75kg của cô, khiến cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe vận động. Thậm chí cô luôn cảm thấy tự ti khi bị người khác chỉ trích xì xầm sau lưng. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị phì đại tuyến ngực, kích cỡ vòng 1 tăng nhanh chóng trong 4 đến 5 năm trở lại đây và hiện vẫn đang to thêm. Bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ 2/3 để kích cỡ ngực trở về bình thường. Cuộc phẫu thuật được chia làm 3 giai đoạn để tránh giảm trọng lượng cơ thể đột ngột sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe. Mỗi giai đoạn thu gọn cách nhau ít nhất 6 tháng. Đây là hình ảnh vừa xảy ra vào gần 12 giờ trưa qua. Cô gái vào tiệm bánh kem ở Tân Phú Trung, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nhưng để xe ở ngoài không ai trông giữ. Khi cô phát hiện ra kẻ trộm thì đã quá muộn. Một vụ việc khác cũng vừa xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, khi người đàn ông đứng tuổi chạy xe máy tới tiệm tạp hóa mua bia và nhiều hàng hóa khác. Nhìn dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề của ông, người bán hàng không chút cảnh giác. Thế nhưng trong tích tắc, ông ta lộ nguyên hình là kẻ cướp cạn, rồi xe máy tẩu thoát trong sự bất lực của nạn nhân. Với kinh nghiệm hơn 20 năm đi bắt cướp, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận định đối tượng điều khiển xe quay màu đỏ biển số 63B8-01594 chạy với tốc độ cao, có khả năng vừa mới trộm được xe và đang trên đường bỏ chạy. Các anh phân công bám theo, phát hiện có người truy đuổi. Đối tượng phóng xe với vận tốc hơn 100 km/h nhằm cắt đuôi các hiệp sĩ. Đối tượng chạy vào các hẻm quăng nón bảo hiểm chống trả. Trong lúc đang truy bắt đối tượng thì các anh nhận được cuộc gọi của chị Hồ Thị Tuyến, quê Nghệ An, tạm trú tại thị xã Thuận An báo mất xe quay màu đỏ, biển số 63B8-01594 trước đó khoảng 20 phút. Khi đến bến xe Tân Đông Hiệp, thị xã Dị An, đối tượng quăng xe bỏ chạy nhưng bị hai hiệp sĩ khống chế đưa về công an phường làm việc. Đối tượng khai tên Võ Tá Minh, sinh năm 1992, quê Hà Tĩnh, đã có một tiền án và vừa dùng đoạn bẻ khóa lấy chiếc xe này. Theo đó, nữ giáo viên 24 tuổi có hành vi nhồi nhét thức ăn đánh bé trai trong clip. Người này có đủ bằng cấp hành nghề trong giới trẻ đã gần 2 năm. Tháng 3 năm 2018, cô giáo này mới chuyển về làm tại cơ sở Ngôi Nhà Tuổi Thơ. Cô giáo giải trình sự việc xảy ra vào chiều ngày 21 tháng 8 khi cô cho các cháu ăn dặm. Cuối buổi thấy bé trai ăn chậm, cô bón cho cháu bé nhưng cháu lại nhè ra nên cô lại tiếp tục bón vào. Khi cháu khóc, cô đã bế cháu ra ngoài đánh 2 cái vào mông. Sau khi sự việc xảy ra, cô giáo đã đến nhà cháu bé xin lỗi gia đình. Hiện cô giáo này đã bị chủ cơ sở cho nghỉ việc, còn cháu bé sức khỏe ổn định. Nước mía là thức uống rất hấp dẫn nhưng vấn đề vệ sinh an toàn khi sử dụng nước mía mua ngoài đường khiến nhiều người e ngại. Chưa kể nước mía khi để lâu ngoài không khí sẽ rất dễ bị biến đổi chất, làm người uống dễ gặp vấn đề về tiêu hóa. Để giải quyết câu chuyện về nước mía sạch, đồng thời giúp người yêu thích loại nước uống này có thể tự pha chế mọi lúc mọi nơi,
Ông trùm trái cây sấy Nguyễn Lâm Viên đã cho ra đời sản phẩm độc đáo nước mía sấy khô. Cái lý do mà anh làm nước mía sấy khô này là bởi vì cái sự băn khoăn của người tiêu dùng rất là nhiều vấn đề. Nước mía rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nước mía nó rất là nhiều dinh dưỡng trong đó. Nhưng chúng ta chỉ được phép uống trong khoảng 15 phút sau khi ép nước mía ra thì nó mới hoàn toàn tốt và nó còn đầy đủ những dinh dưỡng của nó. Bởi vì cái thời gian bị oxy hóa của nó rất là nhanh. Nhưng những cái vấn nạn mà chúng ta để giải quyết được cái chuyện đó, để có niềm tin về vấn đề đó thì gần như là chúng ta là chưa có hoàn toàn là có thể tin tưởng được điều đó khi chúng ta mua nước mía ở bên ngoài. Với cách pha chế đơn giản, chỉ cần 5 muỗng nước mía sấy khô hòa chung 100ml nước sạch, khuấy đều và thêm đá là đã có thể thưởng thức ly nước mía như vừa mới ép. Người uống còn có thể biến tấu thêm hương vị cho ly nước mía sấy khô của mình như cho thêm sầu riêng, trái tắc hay dâu tây. Hình ảnh cho thấy anh chủ tiệm trên đường Nguyễn Xí, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh chưa kịp cúng thì bị đối tượng bất ngờ nhào vào giật lấy gà cúng nên hai bên đã xảy ra xô xát. Còn đây là hình ảnh vụ giật đồ cô hồn xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa nay tại quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nam thanh niên cùng tụ tập chờ dưới sân một căn nhà cao tầng để tranh nhau giật cô hồn. Khi chủ nhà thả tiền xuống thì các nhóm thanh niên đánh nhau dữ dội náo loạn cả con phố. Cuối cùng là hình ảnh hiện trường rất đáng sợ sau khi xảy ra vụ xô xát giật đồ cúng cô hồn vào hôm qua tại một con hẻm ở phường 8 quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là nghi can còn rất nhỏ tuổi bị người dân bắt giữ để giao cơ quan chức năng sau khi đâm vào cổ một thiếu niên khác hiện vẫn còn đang nguy kịch. Vài ngày trở lại đây, khu vực ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp liên tục xảy ra hơn 10 điểm sạt lở. Dù là những vụ sạt lở nhỏ do ảnh hưởng của nước lũ, nhưng vẫn đe dọa hơn 300 hecta hoa màu của người dân. Nhiều nơi sạt lở ăn sâu vào đất liền và chỉ còn cách đất canh tác 3 mét, khiến người dân vô cùng bất an và lo lắng. Còn đây là đoạn sạt lở trước nhà ông Lê Văn Kết và bà Ngô Thị Đê, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có chiều dài 50 mét. Đất bắt đầu nứt và sụp xuống từng mảng lớn, khiến cho con đường có hàm ếch với hố sâu hơn 2 mét. Có đoạn nền hạ bị bào mòn, làm toàn bộ mặt đan chiều ngang 3 mét bị xề xuống kênh, khiến việc qua lại của người dân và học sinh từ con lộ này ra quốc lộ 30 gặp khó khăn, nhất là khi trời mưa trơn trượt. Hiện hai đầu đoạn này còn xuất hiện hàm ếch lớn, khiến cho những hộ có nhà ở nơi đây nơm nớp lo sợ. Sạt lở này rất nguy hiểm, nếu mà nhờ chính quyền địa phương mà khắc phục sớm rồi để chỗ sớm rồi đỡ, để bây giờ mà để mà chờ đan trồi xuống nữa thì gặp nhiều khó khăn nguy hiểm lắm. Rồi vấn đề mà gần tới mấy đứa em út đồ nó đi học ở đây nó gặp nhiều khó khăn lắm. Như vậy là mấy đan này là 3 thước nó vô khoảng là 2 thước đó. Rồi nếu mà đứng vào sông nhìn qua thì giờ mình thấy sợ lắm. Nó phía vô sâu dữ lắm. Bị hiểm chứ vô tuốt tới vùng kia rồi kìa. Bởi không cho xe ba gác đi đó. Mấy ông không mần hoài mà không có thấy mần. Địa phương cho em về mặn đường xá để cho ta đi thoải mái vậy, lỡ đi không có được. Còn đây là tuyến đường ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, vừa bị nước lũ dâng cao gây sạt lở chiều dài hơn 120m. Ngoài ra tại khu vực này cũng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây mất đất, ảnh hưởng tuyến đường giao thông của người dân và đe dọa nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu trong khu vực. Nước lũ về cũng đã gây sạt lở, nhấn chìm một nửa ngôi nhà của một hộ dân tại ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. Tuy nhiên, khu vực này hiện vẫn còn hơn 100 hộ dân trong vành đai nguy hiểm đã được bố trí tái định cư nhưng chưa chịu di dời dù nguy cơ sạt lở đang hiện hữu. Nguy hiểm hơn, tình trạng sạt lở không chỉ xảy ra ngay trong mùa nước nổi khi nước dâng cao mà khi nước rút tình trạng lở càng phức tạp. Trong cái bố trí di dân sạt lở thì cái khó của địa phương là giờ là tất nhiên muốn nói là các cái tuyến dân cư là đã bố trí thì tương đối đã đầy đủ. Nhưng mà số cái hộ dân mà cần phải di dời thì còn. Thành ra trong thời gian qua thì ở huyện cũng đề nghị ở tỉnh là tức muốn nên có phân bổ nguồn kinh phí để muốn mở thêm tí dân cư, để muốn là bố trí một số hộ dân muốn còn nằm trong cái vành đai sạt lở để đến nơi an toàn.
Thì hiện giờ thì ở quỹ huyện cũng có đã chỉ đạo đối với các xã và coi như là giải quyết đối với một số hộ dân đã nằm trong giờ này sạt lở mà đã bố trí nhà trong cái cụm tái định cư, thì giờ là cương quyết là coi như là phải xử lý đối với cái hộ này. Cái thứ nhất là coi như là phải lập biên bản và cam kết cái thời gian, và nhất là đối với những cái hộ mà nằm cạnh trong cái giành đại sạt lở, nếu mà muốn nói là không cái thời gian mà cam kết mà muốn nói là đã hết thì cái chủ trương của địa phương coi như là phải cưỡng chế đối với những hộ này. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, từ năm ngoái đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 66 điểm sạt lở mới, chiều dài 36 km, ăn sâu vào đất liền 30 m. Trong đó có trên 4.000 hộ dân nằm trong vành đai nguy hiểm. Khó khăn lớn nhất hiện nay là kinh phí để triển khai các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của sạt lở. Trong đó giải pháp công trình là xây dựng kè tại các vị trí xung yếu và giải pháp phi công trình là xây dựng cụm tuyến dân cư để di dời dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do nguồn vốn quá lớn nên Đồng Tháp đang đề nghị chính phủ xem xét hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng để khắc phục sạt lở và bố trí chỗ ở cho hơn 4.000 hộ dân cư. Trong khi chờ sự xem xét của chính phủ, tỉnh cũng đang huy động mọi nguồn lực để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của những hộ dân nằm trong vành đai nguy hiểm. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nam, 64 tuổi, được phát hiện thiệt mạng dưới hồ tại điểm câu cá ở thôn Đồng Thôn, xã Đồng Tiến. Theo lời kể của con trai, tới 6 giờ tối qua không thấy cha về như thường lệ nên gia đình và người thân chia nhau đi tìm ở nhiều địa điểm câu cá quen thuộc. Đến khuya qua thì tìm thấy cần câu và các đồ dùng cá nhân của cha. Nghi ngờ có việc chẳng lành, người con trai nhảy xuống hồ nước và bàng hoàng thấy thi thể cha mình tử vong đã lâu, còn chiếc xe máy Honda Dream của nạn nhân hay dựng cạnh bên cũng biến mất. Sự việc xảy ra chiều ngày 26 tháng 8 tại căn nhà nằm trong hẻm gần quốc lộ 13, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Người đàn ông tên Châu, 30 tuổi, bất ngờ dùng dao đâm cha ruột nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng, được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng đập phá đồ đạc trong nhà rồi cố thủ. Nhận tin báo, cảnh sát cơ động cùng các đơn vị có liên quan đã có mặt, vận động và tiếp cận đối tượng. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới khống chế được đối tượng. Được biết đối tượng Châu bị tâm thần, sau đó đã được bàn giao cho Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bệnh nhân là cháu Trần Thanh Tê, ngụ huyện Gò Công Đông, nhập viện trong tình trạng lừ đừ, bỏ bú, sốt cao, sưng đỏ vùng da quanh hai bên mang tai, với vết xỏ lỗ tai hai bên hai sợi chỉ có nhiều mủ. Bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm mô tế bào có nguy cơ bị nhiễm trùng huyết nặng. Ngay sau đó, các bác sĩ đã cấp cứu rửa vết thương, cắt chỉ xỏ lỗ tai và lấy mủ ra, đồng thời tiêm thuốc kháng sinh cho bé. Người thân của bệnh nhi cho biết sau khi sinh, gia đình có nhờ người đến xỏ lỗ tai cho bé thì xảy ra vụ việc này.